Trời chuẩn bị mưa. Review lại cái quang cảnh sắp sửa mưa buổi chiều cho các bạn xem. Vườn bông trang. Bông trang ở đây đủ loại hết. Phía bên đây là mấy cây trang nè, tím sen, cây trang đỏ. Chiều gió hiu hiu rất là đẹp. Bên đây thì còn được mấy chậu mỹ hồng. Bạn xem lá lốt. Phía trong này là mấy chậu trang sen. Đây các bạn sẽ nhìn thấy kỹ bông trang sen. Cái bông trang sen. Trang sen là như thế này đây. Trang sen. Gió. Trời chuyển mưa đó các bạn, cho nên gió.